Tôi đã dặn cô như thế nào? Cô không nhớ hả? Tôi đã nói á, nếu như có gì thắc mắc, cô cứ trực tiếp tới hỏi tôi. Tôi mới là người nắm rõ mọi vấn đề. Còn những cô ở phòng dự án á, thì mỗi người được phong một công việc khác nhau. Chưa chắc gì họ đã nắm rõ công việc tôi giao cho cô. Vậy mà cô lại đi hỏi người ta. Lời nói của tôi á, không có giá trị gì với cô hay sao? Dạ em không có ý nghĩ đó đâu chị. Lần sau á, nếu như cô còn xem thường lời nói của tôi á, thì cô biết phải làm gì rồi. Cô hiểu ý tôi chứ? Dạ em nghe rồi. Không còn việc gì nữa, cô đi làm việc đi. Dạ em chào chị. Còn về mọi sự phân công á, tôi đã gửi mail hết rồi. Cô cứ vậy mà làm. Dạ em xin phép. Hân, có chuyện gì vậy em? Dạ không có gì đâu chị. Trời đất ơi, còn nói là không nữa. Chị nhìn bộ dạng của em ha, là chị biết á, em vừa mới bị sếp la rồi. Đi coi bói nào vậy? Trời đất ơi, cần gì phải làm thầy bói. Nhìn bộ dạng nhỏ hơn vậy á, tôi dám chắc rằng á, sếp Thanh lại dở trò ăn hiếp nhỏ hơn rồi. Là lấy cái quyền của mình ra thị uy đó. Giống như tụi mình hồi trước mới vô cũng bị vậy đó. Ừ, chứ còn gì nữa. Mà tụi mình cũng bị ăn hiếp nhiều lần lắm ha. Thiệt tình tụi mình cũng giỏi dễ sợ luôn á, vẫn bám trụ được đến ngày hôm nay. Bà biết tại sao bị ăn hiếp mà vẫn bám trụ không? Tại sao? Tại vì bà nộp đơn mà không có chỗ nào nhận hết. Chỉ có chỗ này thôi. Ông nhiều chuyện quá. Ta đang buồn kiếm chuyện nào nói cho bé Hân nó vui. Em ơi, em cũng đừng có buồn. Tại vì chị Thanh chị giỏi. Mà người ta nói giỏi là có quyền chảnh thôi, đúng không? Trong công ty này bả là đầu tàu. Mấy cái dự án nào bả cũng làm được hết. Ở trên người ta khen bả thì mình giỏi là mình có quyền chảnh. Ngày trước anh mới vô công ty, anh làm được 1-2 dự án anh cũng chảnh lắm á. Trời đất, trời. Xem bị đuổi mấy lần là tôi hết chảnh liền à. Vô duyên thế ớn à. Chị Thanh thì có giỏi thiệt, nhưng mà em thấy chị vô lý quá à. Nếu mà em thấy không làm được ở đây, chắc em xin nghỉ ở đây đi chỗ khác làm quá à. Chứ em không thể nào chịu đựng nổi đâu. Chị nói cho em nghe nè, em mới ra trường đúng không? Thì hả, dĩ nhiên là em không bao giờ tìm được một cái chỗ làm việc ưng ý rồi. Đúng. Mà hả, em đâu có tìm chỗ nào giống như công ty Hưng Gia Phúc này đâu. Đúng. Suy đi tính lại á, không có chỗ nào trả lương cao như chỗ này. Đúng. Nên bây giờ á, dù chị Thanh có khó như vậy hoặc là khó hơn đi nữa, thì tụi tôi vẫn thích làm ở đây. Đó. Thôi, hai người bà tám quá nha. Tôi nói cho hai người biết, sếp Thanh á đã lén kêu người gắn camera trong phòng mình, để sếp biết ai mà nói xấu sếp Thanh á là sếp sẽ cho nghỉ việc ngay. Bởi vậy hai người lo mà làm đơn để xin qua công ty khác đi. Ý, bà đừng có làm tôi sợ nha. Sao? Mắc mớ gì mà sợ. Bà này nói chị không có lý do, không có rõ ràng. Nè, gắn camera là chỉ để ghi hình thôi. Khi nào gắn máy ghe lén rồi tụi tôi mới sợ. Còn sao qua sông, còn sao đầu hiên nhà. Trời tháng tư em mặc áo hoa cà. Qua ngõ nhà anh em kéo nghiêng dành non. Giả bộ vô tình em đánh rớt cánh bằng lăng. Má! Có gì ăn chưa? Sáng giờ tao chưa nấu cơm mày. Sao chưa nấu nữa? Cái chuyện bếp nút cơm nước á, bây giờ á là của nhiệm vụ chị em con Thủy, không phải của tao nữa. Nhưng mà bây giờ con đói bụng rồi, chị em nó đi biết chừng nào mới về. Má không nấu lấy gì con ăn. Con mới kỳ á, bây giờ má lớn rồi, con phải cho má nghỉ ngơi chứ. Bây giờ má giao hết chuyện bếp nút cho chị em con Thủy rồi, để má còn có thời gian nghỉ ngơi, cai cải lương nữa. Cai cải lương nữa chứ trời. Rồi chị em tụi nó đâu hết rồi? Con Lành đi học, con Thủy đi làm rồi. Ủa má, vậy là bữa nay con Thủy đi làm có mình hả? Thì tao nói mày rồi, con Lành đi học thì con Thủy phải đi làm, chứ không lẽ hai đứa đi chung. Hỏi hoài. Con Thủy đi làm, mình Ủa má, ủa con Thủy đi làm ở đâu vậy? Thì nó đi nhổ cỏ mướn ở bên nhà ông ba đó. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy má ở nhà đi, con đi ra ngoài chút nha. Nè, mới nói tao đói bụng á, bây giờ đi đâu hả? Thì ở nhà cũng có gì ăn đâu, ra ngoài kiếm cái khác cho đỡ cơn đói, được không? Ừ, đi nha. Trời tháng tư em mặc áo hoa cà, qua ngõ nhà anh em kéo nghiêng dành non, giả bộ vô tình đánh đơn cánh bằng lăng. Vậy đây vậy? Thì tao biết mày đi làm một mình nên tao ra chơi với mày, được không? Không cần đâu, anh đi về trước đi. Ê, bộ tao nói tao thích mày, mày không tin thiệt hả? Anh nói là anh tà bậy không à. Đi về đi. Gì vậy? Tao nói cho mày biết nha, một khi thằng Văn này không có được mày thì không có thằng nào trong xóm mà có được mày đâu, nghe chưa? Anh bị điên rồi. Tao điên gì đó, mày làm gì tao? Gì vậy? Anh bị điên hả? Tao không có được mày, mày chừng nào tao cũng được đi. Buông ra, buông tôi ra. Hai ơi, Hai, em đậu tốt nghiệp rồi nè. Hai ơi. Ủa, Hai ơi. Ủa, Hai đâu rồi ta? Anh buông ra đi, tôi với anh là anh em trong nhà đó. Anh làm cái gì vậy hả? Buông ra. Một khi mà khảo tới thành cơm rồi. Buông ra. Má chấp nhận thôi. Buông ra. Nói gì? Buông tôi ra. Buông ra. Anh làm cái gì vậy hả? Thả ra. Cái gì con quỷ? Mày bắt đánh tao hả? Buông ra. Thả chân tôi ra. Đồ khốn nạn. Đồ khốn nạn. Con quỷ. Đi khỏi đây. Cút đi. Đồ khốn nạn. Hai ơi, Hai có sao không ơi? Hai có sao không? Con không ngờ anh Văn lại dám làm chuyện đồi bại đó với chị hai con. Dù sao cũng là anh em một nhà. Anh ta có còn là con người không chứ? Không có chuyện đó đâu. Thằng Văn á đã thề sống thề chết với tôi rồi, không bao giờ có chuyện đó. Bộ trong xóm này hết con gái hay sao mà đi quậy em út trong nhà? Tụi nó thiệt lòng á, tôi biết mà. Hồi nhỏ tới giờ á, hai đứa con gái của ông á đâu có ưa gì thằng Văn con của tôi. Không ưa thì nó không ưa đi, thì tôi á và thằng Văn sẽ xách đồ rời khỏi cái nhà này, để cho hai chị em nó đỡ chướng mắt. Cần gì phải đặt điều đặt chuyện làm nhục con tôi. Con không hề bịa chuyện. Chính anh Văn á là người đã có ý đồ xấu xa nói với chị hai con. Trời ơi là trời, làm cái kiểu này á làm sao mẹ con tôi sống nổi đây? Nè, tôi nói cho cô biết, mau mau trả lại sự công bằng cho mẹ con tôi đi. Ông nghĩ coi, hai chị em nó bày chuyện tày trời như vậy, người ngoài nghe được, má con tôi mặt mũi nào nhìn thiên hạ đây. Ba, con không hề bịa chuyện, bà phải tin con. Con nói thiệt đó. Để từ từ tôi xử cho. Tôi biết tính tôi rồi đó. Hồi đó đến giờ có bao giờ tôi thiên vị hai chị em nó đâu. Cũng may á là ông hiểu chuyện, chứ không á thì... Ba coi chị hai con vậy nè. Con nói thiệt đó, con không hề bịa chuyện đâu. Điểm đi. Ai không biết, từ đó tới giờ hai chị em mày thân thiết với nhau. Bây giờ kẻ tung người hứng, đổ hết tội cho thằng Văn. Chuyện làm sao ai biết được, trừ khi tụi bay tìm được người làm chứng thì tao với ba mày mới tin, biết chưa? Vì không được nghĩ xấu cho chị em con. Anh Văn là người tốt xấu như thế nào, chỉ có gì mới là người hiểu rõ nhất thôi. Con im đi, không được trả treo với gì như vậy. Ông nghe nó nói chưa? Uổng công bao nhiêu năm nay tôi vẫn coi hai chị em nó như là con ruột của tôi vậy đó. Vậy mà đang nói với tôi vậy đó. Dì đừng có giả bộ tự bi ở đây nữa. Từ nhỏ dì lại đối xử chị em tôi như thế nào, chẳng lẽ chị em tôi không biết hay sao? Tôi nói thiệt, những lời nói của dì á mới qua mặt được ba tôi thôi. Còn chị em tôi đã quá hiểu rõ con người của dì rồi. Dì đừng có đóng kịch ở đây nữa, khó coi lắm. Thôi mà, đừng có nói nữa mà Lành. Hai cũng cần phải sợ. Hôm nay á, em nhất định phải nói ra hết những gì mà dì ta đã đối xử với chị em mình trong suốt những năm qua. Dì ta mà còn kêu la nữa, biết đâu á Thiên Lôi lại xuống đánh dì ta thêm mấy cây cho sáng mắt ra. Ông trời ơi là ông trời, ông Thiên Lôi ơi là ông Thiên Lôi. Hai ông ở đâu? Xuống đây mà coi. Con riêng của chồng tôi, nó chửi tôi nè, nó trù tôi bị xét đánh chết rồi chứ. Trời ơi, ông nghĩ đi ông ơi, có ai mà cực khổ với tôi vậy không hả ông ơi? Thôi là ông rồi, ơi im đi. Ê, bà hỏi chuyện này, thằng Văn làm bậy với con có hay không? Hay là con ghét thằng Văn với dì Phướng mà con bày ra chuyện này? Hãy nói đi, hãy nói đi ai. Bà ơi, từ nhỏ đến lớn cô bây giờ con nói dối ba không ba? Trời ơi, mày còn dám trả treo nữa hả mày? Trả treo nữa hả? Tao hỏi một lần nữa, chuyện nó có hay không? Hay là hai chị em bay bày ra? Ừ, nói đi. Ba ơi, bà nói như vậy là từ nãy đến giờ bà vẫn không tin lời con với bé Lành thôi. Bà chỉ tin lời từ một phía cô dì Phấn thôi phải không bà? Nếu mà đã như vậy thì bà cứ coi như là cô mẹ đặt chuyện này đi, không dám nói thêm cái bớt gì nữa đâu. Vậy ba, thì ra những lời nói dì Phấn của mày đều đúng. Chị em mày bày ra chuyện động trời như vậy đó hả? Tại sao ba lại đánh chị hai con? Chị có làm gì sai đâu chứ? Bà đánh con thiệt hả ba? Chuyện gì là nói của dì Phấn mà bà ra tay đánh con vậy hả ba? Ba ơi, bà có coi như con Lành là con của ba nữa không vậy ba? Chị ơi, chờ em với. Ơi, còn gì cái vậy? Tại sao ai lại hành hạ mình như vậy? Tại sao bà không tin con vậy chứ? Tại sao bà không tin con? Thôi bà ơi, em nói đi. Từ nhỏ tới bây giờ có bao giờ Hai nói dối bà điều gì đâu. Tại sao đến bây giờ bà vẫn không chịu tin Hai chứ? Giờ này rồi mà Hai còn nói những lời như vậy hả? Trong lòng ba bây giờ á chỉ có mẹ con dì Phấn thôi, còn chị em mình á thì ông Dân, ông làm chuyện bậy bạ vậy đó với Hai mà ba không rầy ổng được một câu nữa. Em không biết mai mốt ổng còn dám làm chuyện gì hơn nữa. Thiệt là con với cái càng lớn càng khó dạy. Thôi ông đừng có lo, vài bữa nữa có đợt mấy ông Hàn Quốc qua đây coi mắt nè, mình gả nó đi cho rồi. Để nó nhả gây hết chuyện này tới chuyện kia, thiết là mệt. Má, không được. Gì không được? Mày dám nói nó hả mày? Mà em nói Hai rồi đó nghe, nhất là những lúc em không có nhà, Hai phải cẩn thận ông Dân đó. Đồ khốn nạn, anh cút đi. Gì vậy? Thấy chưa, tụi bay làm gì vậy? Tao nói rồi, không ai chịu nghe lời chị em tụi bay đâu. Khỏi nói chi mất công ha. Gì mày? Ê mày, trừng mắt gì với tao mày? Mày định làm gì tao? Tao nói cho mày biết nha, mày là hỗn lắm nha mày. Mày mà hỗn với tao một lần nữa nha, tao nói thiệt nha, tao không nhịn mày nữa đâu con quỷ nhỏ. Anh làm gì tôi? Anh tính làm gì tôi? Làm gì mày hả? Hả? Thì mày thử đi rồi mày biết. Lành, thôi đi, đừng có nói chuyện với hạng người đó, giống như nàng nghĩ tay trâu vậy đó. Trời ơi, lâu lắm rồi tao mới thấy mặt mày giận nha. Ê mà mặt mày giận nó nhìn đẹp hơn á mày ơi. Tao nghe má tao đòi gả mày cho Hàn Quốc mà tao đâu có chịu đâu. Tao nói thiệt, mày là của tao mà, đúng không? Tránh ra đó, anh làm cái gì vậy? Tao nói cho mày biết rồi nha, cái gì mà thằng Văn này muốn á là cỡ nào cũng phải làm được, biết không? Hai tụi bay nghe rõ chưa? Đi Hai, mình đừng có thèm nói chuyện với cái thằng điên khùng như vậy nữa. Những lời nói gì vướng của mày đều đúng. Chị em mày bày ra chuyện động trời như vậy đó hả? Để rồi coi mày chạy đâu cho thoát. Những gì thằng Văn này đã muốn á, tao phải có cho bằng được. Mày nghe rõ chưa? Lành ơi, Hai phải đi đây. Hai đã suy nghĩ suốt đêm và thấy mình không thể tiếp tục ở lại căn nhà này nữa. Hai thấy sợ lắm. Hai sợ sự lạnh lùng, vô cảm của ba, sợ sự cay nghiệt, chua ngoa của dì Vấn, và càng sợ ông Văn lại giở trò đòi bại với Hai thêm một lần nữa. Hai đã đến lúc phải ra đi rồi. Hai không thể để cho dì Vấn quyết định số phận của mình thêm nữa. Hai thật sự muốn thoát khỏi căn nhà này. Hai sẽ lên thành phố tìm con Hân, rồi nhờ nó kiếm việc làm. Em đừng lo cho Hai, cứ cố gắng học hành cho tốt. Hai sẽ cố gắng kiếm tiền, rồi hàng tháng sẽ gửi về cho em. Còn ít tiền Hai dành dụm được trong thời gian qua, Hai để lại cho em phân nửa. Em dùng xoay sở những lúc cần thiết nha. Đừng buồn chị Hai ra đi quá đột ngột mà không báo cho em biết trước. Em nhớ duy trì sức khỏe. Có gì Hai sẽ liên lạc với em sau. Lành. Trời ơi cái con này, chuyện gì mà mới sáng sớm mày sùm ông trai ngủ trơn vậy mày? Chị Hai con bỏ nhà đi rồi. Đây là lá thư chị Hai viết để lại cho con á. Đúng là con gái hư. Mới đụng có chút xíu là bỏ nhà đi bụi đời rồi. Hay là nó mê cái thằng nào trong xóm nên nó ôm đồ theo trai rồi phải không mày? Đã như vậy thì cho nó đi luôn đi. Mà đi rồi đừng bao giờ quay lại nữa. Tao cũng không muốn thấy mặt nó và không cho bước chân vô ngôi nhà này nữa đâu. Ba đừng giận chị Hai con. Chị Hai con vì có nỗi khổ riêng cho nên mới bắt đắc dĩ bỏ ra đi như vậy thôi mà. Còn với cái, đi hết luôn đi cho tao nhờ. Ừ, đi đi đi. Khóc cái gì mà khóc. Lo đi chuẩn bị cơm nước buổi sáng đi. Từ bây giờ trở đi, những công việc thường ngày con Thủy nó làm á, bây giờ mày làm hết, nghe chưa? Nhưng mà dì ơi, con còn phải đi học nữa mà dì. Tao không có cần biết. Mày làm cái gì đó thì mày làm. Còn không á, mày nghỉ học luôn đi. Nghỉ học thì càng tốt đó. Dạ cô ơi. Cô uống gì con? Dạ không phải. Cô ơi, ở đây mình có điện thoại công cộng không cô? Ở đây cô không có điện thoại công cộng. Dạ. Con ở dưới quê mới lên đó hả? Dạ. Cô định gọi cho bạn con. Thôi để cô cho con mượn nha. Số điện thoại của bạn con á, số mấy? Dạ. Đây nè. Nè cô. Nè, con gọi đi. Dạ, con cảm ơn cô. Alo. Hân hả? Tao Thủy nè. Tao mới bỏ nhà lên Sài Gòn nè. Hả? Cái gì? Mày bỏ nhà lên trên đây luôn rồi hả? Mày đang ở đâu? Tao đang ở một cái quán cà phê ở gần bến xe á. Thôi được rồi, mày ở yên đó chờ tao đi. Bây giờ tao chạy ra đón mày nè. Nghe chưa? Thủy. Trời. Hân. Trời, tao đợi mày nãy giờ á. Mày vô uống nước luôn đi. Mày uống gì không? Con quỷ. Để lâu không? Lâu. Nãy giờ tao sợ muốn chết. Mai mà gọi điện được cho mày á, chứ tao không biết làm sao nữa. Mà sao lên đây không báo tao biết trước? Tại tao bỏ nhà đi mà. Ở căn nhà đó đâu có được nữa đâu. Vậy thôi, về phòng tao đi rồi nói chuyện. Chị ơi, tính tiền. 10.000 em. Dạ, cảm ơn chị. Đi. Nè, uống nước đi. Tao cũng không hiểu nổi sao mà ông Văn lại dám làm mấy trò bậy bạ đó với mày. Kể cả ba mày cũng vậy. Tự nhiên cứ đi tin tưởng mẹ con bà Phấn. Rồi đánh mày nữa. Hết nói nổi. Thôi đi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Mày đói không? Tao nấu mì cho mày ăn nha. Thôi khỏi, tao không có đói đâu. Cảm ơn mày nha. Cũng may là mày ra đón tao á. Chứ nếu không, tao cũng không biết tao phải đi đâu về đâu nữa. Trên này tao có quen biết với ai đâu. Mày nói gì kỳ vậy? Tao với mày là bạn bè thân thiết từ nhỏ rồi. Cảm ơn cái gì? Thủy nè. Rồi sau này mày định sao? Tao quyết định không trở về đó nữa đâu. Dì Phấn có thể bài trò này bài trò nọ, nhưng mà ba tao ít nhất cũng phải tin tao lấy một lần chứ. Từ đó tới giờ có bao giờ tao nói dối ai đâu. Cũng may là mày nhận ra được kịp lúc đó. Chứ tao thấy trước giờ mày yếu đuối quá à. Cái gì cũng sợ, cái gì cũng nhịn nhục hết. Rồi mày thấy không, hai má con bà Phấn đó, tối ngày cứ lôi mày viên lành ra ăn hiếp hoài à. Tao thấy vậy hoài là không có được đâu. Mày phải thay đổi. Không có ai quyết định được cuộc sống của mày hết á. Tao quyết định rồi. Chắc tao sẽ ở lại đây, đi kiếm một việc làm gì đó, lo cho bé Lành ăn học. Nó sắp thi đại học rồi. Tao không muốn nó bị bỏ lỡ chuyện học hành giống như tao đâu. Mày tính vậy cũng được. Nhưng mà tao nói trước cho mày biết nha, ở trên này người ta chuộng bằng cấp lắm. Xin việc làm hơi khó đó. Thì tao biết mà. Thì bây giờ tao kiếm việc nào mà nói chung là lao động chân tay thôi. Chẳng hạn như là phụ bán quán được không? Có khó lắm không mày? Thì mấy chuyện đó thì dễ rồi. Nhưng mà tao chỉ sợ mày cực thôi. Cực thì có gì đâu. Miễn sao tao lo cho bé Lành ăn học là được rồi. Thủy à. Tự nhiên tao gặp lại mày tao vui quá à. Không ngờ là giờ tao với mày ở chung nhà với nhau luôn. Nhưng mà tao có làm phiền mày không? Nhỏ này, phiền gì chứ. Tao với mày ở dưới quê á, y như là hai chị em với nhau rồi. Phiền. Mà mày thấy rồi đó, từ trước đến giờ tao ở nhà con mình buồn lắm mày. Bây giờ có mày tới ở chung á, chắc là sẽ vui hơn. Ê, nó nghe nè, chiều nay á Tao tranh thủ chở mày đi xin việc làm nha. Hôm nay tao được nghỉ phép, ngày mai tao đi làm rồi không có thời gian tao đi với mày. Vậy giờ mình đi luôn hen. Ừ, vậy đi. Sao tao hồi hộp quá à? Không biết là có xin được việc làm nữa hay không mày. Mày yên tâm đi, ở thành phố này á, nhiều chỗ tuyển người lắm. Mình cứ đi từ từ, đi từng nơi một kìa. Thế nào cũng có chỗ chịu nhận mày à. Ủa, sao hồi nãy tao thấy á, quán cà phê có nhu cầu tuyển người á, mày không cho tao vô xin vậy? Trời ơi, mày khùng hả? Mấy chỗ đó không có được, phức tạp lắm. Anh ơi, làm ơn cho em hỏi chủ quán có ở đây không anh? Dạ, bà chủ đang ở trong quầy đó chị. Dạ cảm ơn anh, đi. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô làm ơn cho con hỏi, ở đây có tuyển nhân viên không vậy cô? Có em. Dạ, chào cô. Đúng rồi, ở đây đang cần tuyển nhân viên. Ở đây công việc nhiều lắm á. Tướng con ốm yếu vậy có làm nổi không? Dạ nổi chứ, ở quê con làm mấy gì còn nặng nhọc hơn nữa. Ai vô đây cũng nói vậy hết á. Làm được 2-3 bữa biết mất tiêu à. Dạ không có đâu cô, con đang cần việc làm lắm. Chắc chắn là con làm nổi mà, cô nhận con nha cô. Thôi, tôi nghĩ cô không thích hợp việc ở đây đâu. Trời, sao khó dữ vậy. Thôi không được thì thôi, đi kiếm chỗ khác đi. Đi. Sao mày phải nhắm mắt vậy? Thì mày cứ dẫn tao đi đi. Hễ tới cái quầy nào mà tao mở mắt ra là mày nhảy vô xin việc làm liền, nghe chưa? Sao xin việc làm mà hên xui vậy? Thì cứ thử đi, biết đâu được. Ê xí xí xí. Cái gì? Cái này là ngã tư á. Ngã tư hả? Đi bên nào? Trái. Mày làm gì vậy? Cái gì? Mày làm gì mà cứ hít hoài vậy? Tao đánh hơi được mùi hương. Mùi hương gì? Mùi hương cần tuyển việc làm. Ủa? Tuyển việc làm mà cũng có mùi hương nữa hả? Đứng lại. Chính xác. Thấy chưa? Đâu có ai đứng bán hàng đâu. Bà chủ đây nè, vô đi. Chào cô. Chào em. Dạ cô ơi, ở đây có tuyển nhân viên không cô? Có. Nhưng ở đây là shop thời trang hàng hiệu. Dạ. Dạ. Nhưng nhìn cách ăn mặc của cô, chắc không có khách nào mới dám vô đây mua quá. Thôi thì cô đi xin ở cửa hàng khác đi ha. Đánh hơi gì kỳ cục vậy? Ai biểu mày không chịu cười chứ. Chị ơi. Lần sau em ghé xin việc cho em nha. Cảm ơn chị. Thủy. Anh ta làm gì Trình ở phòng mình vậy? Thôi được rồi. Không mà không mệt đâu. Từ sáng tới giờ á, nhiều chuyện với bà Tâm Ú, chẳng những mỗi cái chân mà còn mỗi cái miệng của mình nữa. Lành ơi. Dạ. Lành. Dạ. Lành. Trời ơi mày dạ mà tao không thấy cái mặt mày đâu trơn à. Dạ. Có chuyện gì vậy dì? Dì thấy mình mày có gì đau nhức quá. Mày đấm bóp như vậy chút nghe. Sáng giờ dì đi nói chuyện với bà Tấm Ú, có làm gì đâu mà mệt. Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ nói chuyện là không mệt hả? Chẳng những tao mệt cái mỏ của tao mà tao còn mỏi cái giò tao nữa nè mày. Thôi thôi qua đấm bóp cho dì đi, lẹ lên. Ai biểu nhiều chuyện chi. Bây giờ than mệt. Nhờ là không làm thì thôi mày nhai hoài vậy. Mày nói lớn cho tao, mày nhai nhai dạ, cái gì tao nghe. Con nói là con đang bắt cơm dở. Bắt cơm xong á rồi con lên đấm bóp cho dì nghe dì. Thôi cái chuyện đó thiện chút nữa mày làm. Bây giờ mày đấm bóp cho tao, tao mỏi lưng mỏi chân quá à. Liền đi liền đi, bây giờ tao mỏi quá hả? Vậy giờ á dì vô phòng con nằm đỡ đi. Con đang nấu dở nồi cơm, nấu xong rồi con lên đấm bóp cho dì nha. Vô phòng nằm hả? Dạ. Ừ tao vậy cũng được. Mau mau nghe mày. Dạ dạ. Tao chờ lâu á là tao la nữa rồi nghe. Dạ. Dì nằm đây đi. Đau quá. Dì nằm xuống đi. Đưa tao cái gối ôm coi. Dạ đây nè dì. Ừ cảm ơn con. Ê lạnh. Dạ. Đấm bóp phải đắp mền hả con? Dạ tại con thấy dì đang mệt á, dễ bị trúng gió lắm dì, nên phải đắp mền để khỏi trúng gió. Ồ, bữa nay con cẩn thận quá. Dì cảm ơn con. Dạ. Con xuống bếp coi nồi cơm con lên liền nghe dì. Ừ lên liền nha con. Ủa, mới nghe giọng của quỷ nhỏ đó mà ta. Bữa nay mày chết với tao nha con quỷ nhỏ. Ai biểu mày hung dữ với tao chi? Mà mày cũng trễ. Tao kêu mày đóng bóp mày làm gì mày? Ôm tao cú xu với mày làm gì mày? Trời gì vậy trời? Trời cái thằng mất dạy. Máu mày cũng ôm hả? Trời cái thằng mất dạy. Mày đừng quỷ sứ. Cái gì mày vô? Mày dám ôm tao? Ai biểu mày vô trọng gì? Quỷ. Má mày không tha hả mày? Tự nhiên mày vô trong đó chị. Đừng. Quỷ. Mất dạy. Đừng chứ. Má làm gì của mày vậy? Cho mày đáng đời. Ai biểu? Mày lên nhanh đó mày. Đó không chết rồi nè. Làm gì rong như đồ bò vậy? Mày để tao đợi hoài vậy hả mày? Muốn ăn á thì cũng phải từ từ chứ. Muốn nhanh là nhanh được hay sao? Thì mày tay chân mày làm lẹ lẹ lên. Mày làm chậm chậm chi? Mày nhơi nhơi không à. Muốn ăn á thì lăn vô bếp. Ngồi đó mà cằn nhằn hoài. Thì tao lăn vô bếp rồi nè. Tao đợi ăn thôi. Mày trả treo nữa hả mày? Mày nên nhớ á, bây giờ không có chị mày ở đây nữa, một mình mày thân cô thế cô thôi. Mày muốn á tao cho mày bấm nút biến theo chị mày luôn á. Cái gì nè anh có quyền gì mà đuổi tôi chứ? Thì tao thì không có quyền, nhưng mà má tao thì có quyền. Mà ba mày thì nghe lời má tao lắm, chứ còn tao đốc tiếng thôi. Họ nói với ba mày thì ba mày cũng phải nghe lời, cho mày văng luôn. Để lên. Tao còn đi chơi nữa mày. Ăn đi. Anh nhìn gì vậy? Tại vì cái đó nó hấp dẫn nên tao nhìn nè. Anh định làm gì nữa đây? Làm gì đâu? Đồ biến thái. Nhỏ này càng lớn nhìn càng đẹp ta. Không có chị nó có nó cũng được. Tắm xong rồi hả? Lại ăn cơm luôn nè. Trời ơi, cả ngày đi khắp nơi vậy mà cũng không kiếm được việc làm nào hết. Lo quá. Thôi mày đừng có nản sớm như vậy. Mới đi có một bữa à, lo cái gì. Hồi chiều tao có ghé qua sạp báo mua cho mày tờ báo đó. Mày xem coi mấy trang tuyển dụng trong đó có việc nào thích hợp với mày không? Để chút tao xem coi chỗ nào được, chắc mai tao nộp hồ sơ luôn quá. Ừ. Ủa, mà công việc của mày dạo này sao rồi? Mọi việc ổn không? Thì từ bữa tới giờ tao vô công ty cũng chưa được bao lâu, nên là công việc cũng có chút áp lực. Nhưng mà dù sao tao cũng phải cố gắng vượt qua thôi. Làm ở môi trường nào cũng có cái khó của nó hết mày ơi. Mày thì từ đó tới giờ lúc nào mày cũng mạnh mẽ hơn tao hết á. Cho nên chút áp lực gì đó chắc chắn là mày sẽ vượt qua được thôi. À, nhưng mà bận cách mấy á, nhớ viết thư về cho ngoại nha. Ngoại mong mày lắm á. Nhắc tới ngoại tao thấy nhớ ngoại quá à. Thôi ăn cơm đi, ăn xong rồi ngủ sớm, có gì thì ngày mai tính tiếp. Ê, sáng giờ mệt chết đi được á, nằm ngủ miếng mới được. Chết chứ tao mà đi. Chết nè, chết nè. Dây sọt, dây sọt. Đến tường mà cũng dám đánh vậy hả? Tao chơi mèo nào? Chết nè, mày vô phải nè mày. Chết đi. Ai dây mày? Dây sọt. Con quỷ này. Con chết nè. Đứng lại. Đứng lại. Thủy ơi, lát nữa mày chịu khó chạy ra đầu hẻm á, mua gì ăn nha. Tao thường thức dậy trễ nên không có ăn sáng. Trời ơi, dù trễ cách mấy mày cũng phải ăn gì đi chứ. Chứ mày làm việc mệt mỏi mà mày không ăn uống gì hết đâu có được. Tại mấy hôm nay có công việc nhiều quá nên phải thức khuya làm việc thôi. Chứ lúc trước tới giờ tao ăn cơm có giờ có giấc lắm nha mày. Thôi tao đi nha. Ê, hồ sơ của mày phải không? Trời, thấy chưa, chút xíu nữa là tao quên rồi đó. Mày mà không nhắc tao là tao quên rồi. Bộ hồ sơ này quan trọng lắm, tao làm cả đêm mới xong nó đó. Thiệt tình á. Tao thì đang lo đi tìm công ty để kiếm việc làm đây nè. Còn mày á, làm ở công ty lớn mà sao thấy cực quá à. Làm một ngày 8 tiếng, khuya về còn làm việc khuya lơ khuya lắc vậy nữa. Trời ơi, sức đâu mà chịu cho nổi. Thì bây giờ phận làm thuê làm mướn phải chịu thôi. Sếp đã giao thì phải nhất định làm. Nói gì ngày đêm, mai mốt mày đi làm cũng phải vậy thôi à. Tối hôm qua mệt á, tao ngủ hơi sớm. Chắc bữa nay á, tao đọc báo coi coi có chỗ nào cần tuyển không. Nếu được á, chắc tao làm hồ sơ đi làm luôn ha. Nhưng mà mày nhớ cẩn thận nha. Ở trên này chứ không phải như dưới quê mình đâu. Mày á, đi kiếm việc làm á, thì gần gần ở đây thôi. Chứ mày mới lên đây không có rành đường, lỡ đi lạc đường thì sao? Rồi tao biết kiếm mày ở đâu chứ. Mày á, mày biết câu đó mày nói với tao bao nhiêu lần không? 80 lần rồi đó. Thôi đi làm đi trễ giờ. Thôi tao đi nha, trễ giờ rồi. Có gì á, thì gọi cho tao biết. Ê, chúc mày may mắn nha. Mày cũng vậy. Dạ, cho con nộp hồ sơ đi chú. Công ty hết nhận hồ sơ rồi con. Ủa, con mới thấy đăng báo tuyển dụng mới có vài ngày sao đã hết nhận rồi chú? Đúng rồi, cách đây vài ngày có đăng ở trên báo. Nhưng mà sáng nay phòng nhân sự có gọi điện thoại xuống báo là đã nhận đủ hồ sơ rồi. Dạ, con cảm ơn chú. Không có gì. Chết. Cô ơi, cô có sao không cô? Cô ơi, có sao không? Đau quá. Hay là tôi đưa cô vô phòng y tế của xí nghiệp để kiểm tra nha. Thôi, tôi không sao đâu. Cô à, cô phải nghe lời tôi đi chứ. Phải kiểm tra lại, lỡ xương có vấn đề gì thì sao? Gì cũng được. Xong rồi đó em. Cảm ơn chị nha. Không có gì. Cũng may á là trật khớp chân thôi. Băng bó vài ngày với nghỉ ngơi á chắc là sẽ khỏi. Tôi biết rồi. Thật tình xin lỗi cô nha. Lỗi cũng là tại tôi nè. À, cô tên gì? Tên Thủy. Vậy lát nữa tôi đưa cô về nha. Dạ, anh ngồi đi anh, không sao đâu. Cô ngồi xuống đi, cẩn thận đó nha. Dạ, ở trên đó có nước á, anh lấy giùm tôi nha. Được rồi, cô cứ để tôi tự nhiên. Ủa, cô ở một mình hả? À không, tôi ở quê mới lên. Còn này là phòng trọ của bạn tôi. Bạn tôi học đại học trên này nè, rồi kiếm việc làm ở đây luôn. Tại tôi mới lên cho nên là bạn tôi kêu về ở chung với nó cho vui mà.